chào các vị trưởng thượng. Kính thưa các vị trưởng thượng và cũng như những lần trước nhé, tôi xin phép không được gọi là trôi nổi trong những sự chào với nhau. Xin được chào chung một lời chào ban đầu và sẽ xin phép không được không lặp lại để mà muốn giữ được cái mạch trình bày cho nó trọn vẹn. Vâng, thưa các anh chị em, tiêu đề của ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là một tiêu đề khá lớn, mà nguyên tắc những người như anh em chúng tôi, những người sống sót từ các nhà tù, thực ra là rất khó để mà nói, rất khó để mà trình bày, bởi vì cái tầm ảnh hưởng, tầm kiến thức nó rất là rộng. Những cái đề tài này phải là những người như anh Hoàng Ngọc Diêu ở bên Úc thì nó mới xứng tầm. Tuy nhiên, xin phép được gọi như là một hành động mạo muội, để mong rằng sau này, sau đó chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái mạch trình bày, thêm nhiều những mạch suy nghĩ. Vâng, thưa các anh chị em, tại vì buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi có một số những cái buổi thảo luận hết sức là đối với tôi là quý báu, bởi vì những người lên tiếng thảo luận đều là những người trẻ, tức là những người khoảng dưới 40 tuổi, 40 dưới 40 tuổi sống tại hải ngoại, và đặt một cái câu hỏi rằng lực lượng người Việt Nam tại hải ngoại nên có cái phản ứng gì đối với một cái mặt trận truyền thông ngày hôm nay đang nở rộ và hết sức là đặc biệt. Và quả thực là hết sức là đặc biệt. Chúng ta vừa nghe một tác phẩm của các anh chị em du ca Sài Gòn. Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm bước đi trên dàn lửa thiêu. Vâng, đây là một cái câu hỏi từ những thời năm 1972 đã được các đoàn du ca hát một cách hết sức say sưa, một cách hết sức là đầy thổn thức, đầy trách nhiệm. Và cũng trong những tinh thần của những ca khúc này đã xảy ra những gọi là những hành động mà tôi gọi là hành động biến dạng, tức là hành động yêu nước và bị lợi dụng. Những người như ông Huỳnh Tấn Mẫm, những người như ông Lê Hữu Đằng, những người ngày hôm nay đang gọi là ở một số những vị trí gọi là những người hoạt động dân chủ khá đặc biệt tại Sài Gòn. Tuy nhiên, để mà xác nhận rằng, chính thức xác nhận rằng, tức là sám hối, tôi muốn gọi cái chữ là sám hối, thì các vị, tôi cảm thấy rằng chưa có vị nào thẳng thắn sám hối cả. Và đối với tôi, đây là một cái thái độ cần thiết, một sự can đảm cần thiết của những bậc sĩ phu. Nếu chúng ta đã sai, chúng ta phải nhận rằng chúng ta sai. Còn nếu chúng ta cứ quanh quẩn, thì chúng ta sẽ chỉ là những người đứng bên lề của lịch sử mà thôi. Vâng, thưa các anh chị em,
tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm đứng trên giàn lửa thiêu. Xin rất cảm ơn các anh chị em du ca tại Sài Gòn. Và đây cũng là một mảng đề tài để chúng ta trình bày về vấn đề truyền thông, sức mạnh truyền thông. Trước đây 10 năm, chúng ta có lẽ mơ, chúng ta cũng không thể mơ được rằng, xin lỗi các anh chị em nhé, có chuyện một chút xíu. Vâng, thưa các anh chị em, trước đây 5-7 năm, chúng ta có mơ, có lãng mạn lắm, có viễn mộng lắm, chúng ta cũng không hình dung ra được ngày hôm nay có một đoàn du ca và hát những ca khúc thổn thức của giai đoạn cuối của đệ nhị Cộng Hòa, tức là giai đoạn 1970. Và hát với thái độ trân trọng, đồng thời hát vừa mới xong hoặc đang hát là ở hải ngoại, cách xa hàng 10.000 cây số, hàng 15.000 cây số. Tất cả những người Việt Nam quan tâm đến đất nước đều lắng nghe được, đều nhìn được những khuôn mặt, những cảm xúc của những người đứng hát, đứng trình bày. Cho nên cái mãnh lực truyền thông ngày hôm nay rất nhiều người đang quên rằng nó, sự truyền thông đó nó truyền tải và nó mang một cái sức mạnh hết sức lớn. Tất cả những cuộc chiến đấu của tất cả những binh đoàn từ cổ xưa, từ xa xưa, từ Âu Châu cho tới Á Châu, luôn luôn những binh đoàn trinh sát là những binh đoàn cực kỳ là đặc biệt. Những binh đoàn đặc công, những binh đoàn trinh sát là những mũi dùi để quyết định sự chiến thắng của một cái trận chiến. Và ngày hôm nay, mãnh lực truyền thông, chúng ta phải dùng cái chữ là như vậy, mãnh lực truyền thông nó đã làm cho chúng ta thay đổi toàn diện, cuộc chiến đấu nó thay đổi toàn diện. Và đồng thời, nó làm cho chúng ta một số những người mang, tức là tôi gọi là những người ở hải ngoại, mang những trạng thái, mang những cái tư thế rằng tôi là người đấu tranh, tôi là người lãnh đạo những cuộc đấu tranh, tôi là đảng phái này, tôi là đảng phái kia. Các vị trong vòng 2 năm nay là các vị lúng túng. Hầu hết các vị lãnh đạo của các đảng phái đều lúng túng hết. Bởi vì khả năng truyền thông, những phương tiện truyền thông các vị không nắm được. Cùng nắm là các vị là trôi nổi trên những cái diễn đàn email này. Thông tin email đến được với các vị thường là 24 giờ, 18 giờ đến 24 giờ sau khi chúng ta có được một cái giờ gọi là giờ tương đối gọi là nhàn nhã cho một ngày, bắt đầu chúng ta mới mò mẫm lại email. Và vì thế, thông tin của email là thông tin từ 18 cho đến 24 giờ. Tôi nói là đối với những người quan tâm đặc biệt mà ngày nào cũng quan tâm. Trong khi thực tế những người gọi là đấu tranh ở hải ngoại, một tuần chúng ta có bao nhiêu giờ quan tâm đến chuyện đất nước? Một tuần chúng ta có được một ngày hay không? Hàng mỗi buổi tối chúng ta có 1 hay 2 giờ để tìm hiểu thông tin về đất nước hay không? Chúng ta tại hải ngoại, chúng ta đã đi qua một cái giai đoạn, tôi gọi là một cái giai đoạn gập ghềnh từ cái chuyện email. Những cái tin tức trao đổi trên email vốn là rất chỉ là giới hạn thôi, nó không có sự tương tác và nó mơ hồ. Ai làm email, ai viết email, 10 cái email trôi nổi, chúng ta chỉ biết cùng lắm là được 1 đến 2 email, là đằng sau cái email đó nhân dáng người đó như thế nào, mặt mũi người đó ra sao, tư thế người đó, tâm thế người đó như thế nào. Trong khi chỉ trong vòng hơn 1 năm đến 2 năm nay thôi, cái mạng truyền thông toàn cầu của Facebook đặc biệt đã xâm chiếm vào trong xã hội Việt Nam. Năm 2012,
Lúc bấy giờ trong một cái buổi nói chuyện với các vị cựu sĩ quan, cựu quân đội, tức là tôi nhớ là ngày 19 tháng 6 năm 2012 tại Paris, ngày gọi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi được yêu cầu phát biểu, tôi có trình bày với các vị trước một cái hội trường rằng ngày hôm nay Facebook sẽ và đang là một thứ vũ khí hết sức quan trọng đối với cuộc chiến đấu của chúng ta. Rất tiếc là không có bao nhiêu người nghĩ rằng những điều tôi trình bày nó có giá trị. Tôi nhớ hôm đó chỉ có 2 người sau đó có nói chuyện với tôi. Sau cái buổi nói chuyện, buổi gặp gỡ thì chỉ có 2 người, mà là 2 người phụ nữ, 2 người đàn bà, nói với tôi rằng Thành nói như vậy là đúng. Còn đại đa phần đều nghĩ rằng Facebook nó là một cái thứ trò chơi, nó là một cái thứ gọi là linh tinh của những người thích vẽ mình, thích khoe mình, của những đứa con nít, của những đứa học trò, là nó chứng minh mình, tức là nó tự sướng, để trong ngoặc kép 2 cái chữ nó tự sướng. Đó là điều rất buồn đối với những người, tôi không dám gọi tôi là người làm truyền thông, tuy nhiên một phần nào đó từ những khi tôi 17, 18 tuổi làm những tờ truyền đơn và đi thả truyền đơn, tôi hiểu trong cái vai trò đó, tôi hiểu được cái giá trị của một tờ truyền đơn. Chúng tôi sẽ bị đánh chết nếu chúng tôi bị bắt. Đàn anh chúng tôi sẽ bị đánh chết nếu bị bắt. Thậm chí bố của tôi nếu bị bắt, tức là tôi chạy xe đạp, bố tôi ngồi đằng sau ném truyền đơn, thả truyền đơn, và phải đạp cực lực để cho nó có sức gió bay xuống dốc. Nếu trong cái trường hợp đó bắt được, chắc chắn tôi bị đánh chết, chắc chắn bố tôi bị đánh chết. Và hàng trăm tờ truyền đơn như vậy, mấy tờ truyền đơn đến được đồng bào của chúng ta, vào được nhà của đồng bào của chúng ta. Cùng lắm là 3 đến 4 tờ người ta nhặt lên vội vàng, bỏ vào trong một cái giỏ sắt, một cái giỏ sách, và rồi tua lại, tức là trở về nhà để giấu cái tờ truyền đơn đó. Thường là rải truyền đơn những lúc 4 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi, 5 giờ sáng. Từ những cái vị trí đó, ngày hôm nay khi nhìn vào cái mạng truyền thông, đặc biệt là truyền thông Facebook, nó có sự tương tác, người ta nhìn thấy, người ta nhận dạng ra, cái người đó là người thực, cái người đó tấm lòng ra sao, khuôn mặt như thế nào, trình bày vấn đề nó ra sao. Và đó chính là một cái radio, một cái đài phát thanh, một cái đài phát thanh mà người ta nhìn thấy được người vừa là phát thanh, vừa là tivi. Và những người làm phát thanh đó, những người làm tivi đó, họ làm chỉ bằng tấm lòng của họ mà thôi. Họ không làm vì một cái đảng nào đó cho tiền để họ làm. Họ làm bằng tấm lòng thao thức của họ. Họ làm một cách vụng về, nhưng sự vụng về đó là tấm lòng của họ. Cho nên một điều muốn gợi ý với nhau rằng cục diện cuộc chiến đấu nó đã thay đổi, và thay đổi rất khác, thay đổi rất nhiều. Nếu như không có truyền thông, nếu không có các anh chị em ở trong nước làm livestream, tôi nhấn mạnh cái kỹ thuật livestream nó chính là một cái kỹ thuật bảo vệ tốt nhất cho những cộng đồng tranh đấu tại Việt Nam, bảo vệ tốt nhất và là tấn công tốt nhất. Nếu không có những anh chị em làm livestream tại Việt Nam thì làm sao có được sự đồng lòng tại hải ngoại? Và một khi chúng ta nhìn thấy sự tương tác đó, chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của các anh em ở trong nước đó, thì chúng ta lại trong một cái trách nhiệm nhất định phải nhìn ra những người đang làm, đã làm và đang làm những cái công việc livestream đấy, họ đã nhận cái thành quả gì? Chúng ta bao nhiêu ân cần của chúng ta để gửi được đến họ. Chúng ta ngày hôm nay hãy đặt một câu hỏi đối với Bạch Hồng Quyền. Bạch Hồng Quyền ngày hôm nay trốn chui trốn nhủi. Tại sao Bạch Hồng Quyền phải trốn chui trốn nhủi? Tại sao vợ của Bạch Hồng Quyền phải bị đàn áp, phải bị bao vây bởi công an hàng ngày hàng đêm?
chỉ vì những livestream tại Lộc Hà trong tháng vừa qua. Hoàng Bình cũng vậy. Và chúng ta hãy nhìn Lê Thị Mỹ Hạnh. Lê Thị Mỹ Hạnh bị đánh như thế nào? Đàn áp nặng nề như thế nào? Và tại sao? Chỉ vì những cái livestream tại Đèo Con, Đèo Ngang, tại Kỳ Hà, tại Kỳ Hà, Kỳ Anh. Cái gọi là cái giá phải chấp nhận, cái giá phải nhận chịu của Lê Thị Mỹ Hạnh tại trong Sài Gòn cũng chỉ từ những livestream đó mà ra. Vì thế chúng ta phải rất cẩn thận nhìn về những anh chị em làm livestream tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tại Nghệ An. Đó là những chiến sĩ trinh sát quyết tử, đó là những đặc công tuyệt đỉnh. Khi chúng ta nhìn thấy như thế thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với những anh em, đối với những chiến sĩ đặc công đặc biệt đó. Hãy gác lòng mình lại, hãy những gọi là những điều nhỏ mọn trong trái tim của mình, trong lòng của mình, hãy lắng dẹp để chúng ta nhìn thấy anh em của chúng ta vĩ đại. Chúng ta đừng nhìn thấy chúng ta vĩ đại quá. Bởi vì khi chúng ta vĩ đại quá, chúng ta thành một quả núi. Chúng ta cao quá, chúng ta không nhìn xuống đỉnh quả núi, không thể nào nhìn xuống dưới đường được, không thể nào nhìn xuống bà con khổ đau của chúng ta, những anh em chiến đấu ở dưới đường của chúng ta. Tại vì chúng ta cao quá. Cho nên hãy lắng lọng mình xuống để tìm cách đẩy anh em mình lên. Nhìn thấy sự vĩ đại của anh em mình. Đồng thời, tại hải ngoại, đâu đó các vị cao niên xin các vị hãy bỏ bớt cái lon lá áo rằn ri, những cái vòng hoa chiến thắng của các vị, để từ đó các vị có thể ngồi chung được với những anh chị em trẻ, những anh chị em ngày hôm nay 30 mấy tuổi, 40 tuổi. Tại sao chúng ta phải cúi mình xuống như vậy? Là bởi vì anh chị em trẻ họ cần chúng ta, cần kinh nghiệm của chúng ta. Họ có kỹ thuật mà chúng ta không có. Các bác như tôi ngày hôm nay, 58, 59, 60 tuổi, mò mẫm trên Facebook suốt từ năm 2011 đến ngày hôm nay. Tức là 6 năm rồi. Nhưng suốt 6 năm đó tôi là cái người bơi, tức là chạy theo lớp trẻ. Tất cả những điều tôi làm được với truyền thông ngày hôm nay là do lớp trẻ nó dạy tốt. Và từ đó nhìn lại các vị trưởng thượng, các vị 70 tuổi. Các vị có rất nhiều những kiến thức, nhưng đó là những kiến thức của quá khứ. Đó là những kiến thức của quá khứ. Nó có giá trị làm tạo ra những kinh nghiệm cho những lớp anh em trẻ. Nhưng để xông pha, để đi lên tuyến đầu, các vị không đi được nữa. Chân các vị đã mỏi, kiến thức của các vị đã là quá khứ. Nó chỉ có thể làm cho người ta hưng chí lên được, nhưng nó không làm cho lớp trẻ biết là phải đi qua bên trái hay đi qua bên phải, lắc bên này léo bên kia. Cho nên rất mong các vị, chúng ta hãy thấy tuổi trẻ vĩ đại. Không phải là chỉ có chúng ta, cái tuổi trẻ của những năm 1970 là chúng ta là vĩ đại. Mà tre khi già thì phải bảo vệ cho măng mọc liền. Tre càng già thì càng teo tóp lại, càng cô thân lại, càng cô đặc lại. Nhưng cái sự cô đặc đó là sự vững mạnh để giữ cho những đọt măng lớn, mạnh, đẹp sẽ vươn lên. Rất mong các vị, chúng ta, tôi là một cái lớp người, gần như cái lớp người ở giữa hai cái thế hệ. Cái thế hệ ngày hôm nay là 70 tuổi, và những thế hệ ngày hôm nay là 40 tuổi, 30 tuổi. Chúng tôi bị làm những người như là trái độ, làm những người như ở giữa. Và chính vì cố gắng làm cái vai trò của những người ở giữa đó, nên ít hay nhiều, chúng tôi hiểu được lớp ngày hôm nay 60, 65, 70 tuổi, và đồng thời hiểu được lớp ngày hôm nay 20 mấy tuổi,
30 tuổi, 35 tuổi. Có những người ở Việt Nam 20 tuổi luôn luôn anh em với tôi. Tôi coi họ và tôi mong những anh em đó coi tôi là một người bạn vong niên, đừng chú cháu, đừng bác cô gì cả. Hãy coi tôi là một người anh, hãy coi tôi như là một người bạn. Và từ đó, những điều hiểu biết, chia sẻ với nhau, ngày hôm nay xin được chia với nhau, với những vị trưởng thượng. Xin các vị, chúng ta lùn người xuống để ngang bằng với lớp trẻ. Để sự vĩ đại của lớp trẻ nó mạnh lên. Những tình trạng, những cái hành trạng về truyền thông trong khoảng một năm vừa qua, nó đã biến đổi cuộc chiến đấu tại trong nước. Và đối phương đang bị dồn vào một cái thế bế tắc. Anh chị em chúng ta có đặt một cái câu hỏi rằng tại sao tại Kỳ Hà người dân người ta biểu tình và người ta cắm lá cờ vào, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ của vua Thành Thái. Dù rằng đó là mang một cái lá cờ quẻ càn, mang cái tính cách là kỳ vương, là cờ của vua, là cờ của thiên tử, nhưng ít hay nhiều nó là lịch sử để nối với chúng ta ngày hôm nay. Nếu không có truyền thông, làm sao có hành động đó? Nếu không có truyền thông, làm sao đồng bào tại Nghệ An, tại Hà Tĩnh mang một cái ước mơ rằng đất nước sẽ có được bóng cờ vàng phủ khắp đất nước? Đó là do truyền thông. Và cái sức mạnh truyền thông đó, ai đem đi, ai tải, ai truyền? Phải các vị 70 tuổi không? Thưa không. Bóng cờ vàng đó là những người như cô Thanh Luân, người rất trẻ, như Thùy Dương, những người mới ra nước ngoài chưa được một năm, những người như Giang Ni Trần, những người như là Nguyễn Hải, John Nguyễn, Tấn Thái, tức là những người khoảng tuổi 30 mấy 40 tuổi, họ là lớp trẻ. Tuy nhiên khi đã nói trẻ, chúng ta cũng phải động lòng một chút xíu. 40 tuổi mà trẻ nghĩa là chúng ta đã có sự hư hại. Năm 1999, khi tôi sang bên Úc để trình bày những vấn đề nhân quyền, bị bao vây tá lả hết. Bao vây bởi ai? Bao vây bởi chính những tổ chức gọi là của người Việt tự do. Bao vây tôi và đòi đập bể sọ tôi, gọi tôi là Việt Cộng. Và khi tôi trình bày trên bàn trình bày, thì có một số vị nhà báo, tôi nhớ anh Triều Dương, tờ báo Triều Dương, một người hết sức là đặc biệt, một người đã từng lao mình ra giữa đường để cản lại một cái xe, tôi nhớ hình như là xe thời kỳ đó là xe của ông Võ Văn Kiệt, xe gọi là một người thủ tướng của Việt Nam lúc mới lên. Và anh nói với tôi rằng, tức là nói trên hội trường rằng đây là một người rất trẻ, và chúng ta mừng rằng ngày hôm nay chúng ta có những người trẻ biết mang cái ý thức về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì tôi có đáp lời với nhà báo, với chủ báo Chiêu Dương rằng thực ra đó mà nói rằng tôi còn trẻ đó, thì nó đau lòng. Bởi vì một cuộc chiến đấu, chúng ta hãy nhìn vua Quang Trung, khi vua Quang Trung áo bào lấm thuốc súng, lấm đen thuốc súng vào tới Hà Nội, vào tới Thăng Long, ông Quang Trung lúc đó bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Vậy mà khi tôi từ trong tù ra và đi trình bày một số những quan điểm của mình, dẫu rằng bị phong tỏa, dẫu rằng bị chính anh em của mình đánh lên đánh xuống, tả xung hữu đột, nhưng cố gắng để trình bày cái tiếng nói của những người ở trong tù, đi ra còn sống sót, đi ra và nói thay cho những người còn lại đang ở trong tù, thì điều gì nó đã xảy ra? 40 tuổi mà còn trẻ, mà được gọi là trẻ, thì chúng ta phải nhìn lại cái dòng chiến đấu của chúng ta. 40 tuổi, không còn trẻ nữa. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái lỗ hổng của chúng ta đang có. Từ đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta hết sức cần trân trọng lớp trẻ ngày hôm nay.
chúng ta hết sức cần nhìn thấy sự vĩ đại của lớp trẻ ngày hôm nay. Những người như Thùy Dương chẳng hạn, những người như Giang Như Trần chẳng hạn, thậm chí ngay như Mã Tiểu Linh. Tại sao những người đó họ hàng ngày họ livestream, ai trả cho họ tiền? Tôi biết chắc chắn rằng không ai trả cho họ đồng nào hết. Và tôi cũng biết rằng những người đó thay vì họ bỏ giờ giấc để dọn trường, tức là dọn giường, dọn chiếu, làm một bữa cơm ngon, làm những bữa cơm đầy đủ, ngon lành hàng ngày cho chồng con, thì không. Họ lúi húi livestream với tất cả các anh chị em trên khắp toàn cầu. Và có ông chồng nào chịu nổi hay không? Không, không có ông chồng nào chịu nổi. Thậm chí cả những đứa con. Con thì nhằn, chồng thì bực. Chúng ta hãy nhìn đi, để chúng ta thấy cảm thông. Vì sao mà những người như vậy họ hăng say như thế? Đâu phải vì tiếng khen đâu. Và đặc biệt, đó là những người độc lập. Đó là những người không có ai trả cho họ đồng xu các bạc nào cả. Và ai cũng có những khó khăn của đời sống cả. Tại vì live stream một ngày cùng lắm là một tuần, hai tuần. Tức là hai tuần live stream 6-7 buổi trong vòng hai tuần cũng đã là mệt lắm rồi. Nhưng mà khi mà live stream 2 tháng và mỗi một ngày, hai ngày một live stream như vậy, mệt vô cùng. Tôi trong cái hoàn cảnh đó và tôi hiểu cái sự mệt của lớp trẻ ngày hôm nay họ như thế nào. Dẫu rằng tôi là cái thằng gọi là từ trong nhà tù đi ra, sống sót từ trong trại tù đi ra, ít hay nhiều đã được luyện, đã được chui rèn để chịu đựng được những sự cay cực, những sự thiếu thốn, những sự mất mát, kể cả những sự giày vò, những sự gọi là xô xéo của những người chung quanh, của người thân trong gia đình của mình. Bởi vì tôi lặp lại, không ai chịu đựng được. Trong gia đình có những người đầu cứ gọi là lơ lửng từng tưng với những chuyện ở đâu. Cơm nhà không lo, tiền lương nhà, tiền trả tiền nhà mỗi một tháng là chạy ngược chạy xuôi, tức là vặt bên phải một chút, vặt bên trái một chút. Hãy nhìn đến những anh chị em trẻ ấy để chúng ta thấy rằng trong một chừng mực nhất định, hải ngoại đang có một sứ đoàn, tôi gọi là một sứ đoàn truyền thông. Và sứ đoàn truyền thông đó giống như một cỗ xe tăng đang chạy và rất ít xăng. Họ có rất ít xăng, họ có rất ít nhiên liệu. Dẫu rằng bánh sắt họ nghiến trên đường để cố gắng đi tới đích. Một lúc nào đó những bánh sắt đó, những cỗ xe tăng đó sẽ hết xăng, hết nhiên liệu. Và đến lúc đó chúng ta có tiếc không? Đây là một câu hỏi xin gợi ra với chúng ta, những người đang có một mơ ước và ít hay nhiều đang thấy Việt Nam đang có những cái thành quả tốt đẹp cho một cuộc đấu tranh, và nhìn đâu đó thấy rằng cuộc chiến đấu tại Việt Nam có rất nhiều cơ hội để thành công, vì ngày hôm nay có rất nhiều điều sáng sủa. Nhưng làm sao để có được những điều sáng sủa đó thì đôi khi chúng ta lại vô tình, và trong một cái chừng mực nhất định chúng ta lại thò chân ra ngáng chân anh em của mình, ngáng chân những người trẻ. Nên xin các anh chị em, xin các bậc trưởng thượng, đã đến lúc tôi xin trình bày rất cụ thể vào một cái phạm trù hết sức tế nhị. Đó là quỹ chiến đấu. Năm 1999, khi rời nhà tù, tôi đã ước mơ rằng tôi sẽ kêu gọi nhân danh nhà tù, đem anh em của mình ở trong các bùng cùm, đem cái hình ảnh đó ra bên ngoài để kêu gọi chúng ta hãy thiết lập những quỹ tự phát. Tôi xin nhấn mạnh là quỹ tự phát, chứ không phải là quỹ cho tôi, không phải là quỹ tôi điều hành hay là quỹ tên của tôi. Những quỹ tự phát. Dẫu rằng tôi biết rằng năm 1979 khi nói đến điều đó, nó vô cùng khó khăn. Bởi cái mảng niềm tin của cộng đồng hải ngoại sau năm 1984
nó đã bị cánh của ông Hoàng Cơ Minh làm cho nát bèm, làm cho tèm lem, làm cho kem chảy giữa trưa hè. Nhưng nếu không có tiền, làm sao chúng ta có thể hành động được? Nếu không có tiền, làm sao anh em của chúng ta có thể hoạt động, có thể đi đến đích được? Làm sao bảo vệ được cho gia đình của các anh chị em ở trong nước khi họ phải vào tù? Họ là cột trụ của gia đình. Vì yêu nước, vì quan tâm và chia sẻ chung công việc với chúng ta, và họ bị bắt, họ bị vào tù 5 năm, 10 năm. Họ là trụ cột trong gia đình. Vậy thì khi họ vào trong tù, vợ của họ, con của họ ăn cám hay ăn đất? Cho nên đây là một điều cụ thể mà đối phương đã làm nát bèm ra, dùng màu áo này, dùng lá cờ kia để làm nát bươm niềm tin của chúng ta với nhau. Cho nên xin một gợi ý rằng người có công tự nguyện góp công, người có của hãy tìm cách để góp sức, tiếp sức cho những người đang góp công, kể cả ở Việt Nam lẫn ở nước ngoài. Chúng ta hãy nhìn cộng đồng Do Thái. Tại sao gần 2.000 năm, lưu bạt lưu vong gần 2.000 năm mà họ vẫn quay về được đất nước của họ? Và cho tới tận ngày hôm nay, cộng đồng hải ngoại của Do Thái vẫn luôn luôn là một cái nguồn sinh lực chính để hỗ trợ cho gọi là chính quốc của họ tại Israel. Nhìn về cộng đồng Do Thái, nên chăng chúng ta đặt câu hỏi đối với ngay chúng ta? Nên chăng chúng ta đặt một câu hỏi rằng liệu chúng ta có nên thử lòng tin đối với nhau hay không? Năm 1999, khi tôi ra hỏi ngoại kêu gọi một cái quỹ như vậy, lập tức trong vòng 2 tháng trời, đối phương làm ra một cái trò hề. Và truyền thông lúc bấy giờ không như ngày hôm nay. Ngày hôm nay Facebook, tôi có Facebook, tôi có màn hình, tôi có thể nói được. Và anh em trên toàn thế giới nhìn hình, cái hình dạng của tôi, nhìn cách trình bày của tôi, ít hay nhiều họ thấy rằng à, cái anh chàng này có một cái điều gì nó thật. Chứ nó không phải là nó xảo trá, chứ không phải là nó bẩn bựa như báo chí nói. Tức là báo chí thì chỉ nói trên tờ báo mà thôi. Và suốt từ năm 1999, 2000, 2001, 2002 và 2003, một tổ chức rất lớn ngày hôm nay vẫn còn gọi là hoàn toàn gần như là đứng vô can trong cái trách nhiệm là bôi bẩn một người tù như vậy, bản thân tôi ra bên ngoài như thế. Và cái sự bôi bẩn đó nó làm sao? Làm hề hóa cuộc chiến đấu. Đưa ra một cái câu chưa bao giờ tôi nói cả, tức là Phạm Văn Thành chỉ cần 100.000 là có thể làm được biến cố Thiên An Môn. Tôi không điên, tôi không hề để mà tôi kêu gọi rằng chỉ cần 100.000 là làm được biến cố Thiên An Môn tại Việt Nam. Và làm biến cố Thiên An Môn tại Việt Nam để làm gì? Những người đã từng tù đầy, những người đã từng chiến đấu giữ được danh dự mình trong các nhà tù để đi ra ngoài hải ngoại, họ, cái đầu của họ đâu có phải là cái đầu bùn để mà họ có thể nghĩ, họ có thể phun ra được một cái câu rất là ngớ ngẩn như vậy. Phạm Văn Thành chỉ cần 100.000 có thể làm được biến cố Thiên An Môn. Tổ chức Đảng Việt Tân, các ông chịu trách nhiệm đối với chúng tôi, với không phải riêng cá nhân tôi mà với cả anh chị em chúng tôi từ trong các nhà tù. Các ông sẽ phải trả lời câu hỏi này, đối với lịch sử cũng vậy, và với ngày hôm nay cũng thế. Từ cái chuyện hề hóa, đối phương muốn cái gì? Gọi là 100.000 đô la. Khi tôi chuyển được hơn 100.000 đô la, tôi là người mới ra tù, chuyển được hơn 100.000 đô la vào cho lực lượng Phật giáo Hoàng Hảo để làm ra một cái gọi là một cái lễ hội mang cái tính cách quy mô về vụ án Đốc Vàng, đặt cái vấn đề của vụ án Đốc Vàng lên một tầm quan trọng, với một cái sức huy động cả 200.000 người, 300.000 người quy tụ về An Giang, về Tổ Đình để làm cái lễ đó năm 2000. Rất tiếc là năm 2000 chính là cái năm có cơn bão vào trong An Giang.
Và khi anh em chúng tôi gửi những hình ảnh bão lụt trong An Giang và họ nói rằng bây giờ sao thành dùng tiền này để huy động, để đợi cái cơ hội để làm một cuộc cách mạng, hay là phải cứu, gọi là cứu lụt. Tôi nói với các bác ấy rằng lúc đó là hội đồng trưởng lão bảo vệ đạo pháp của Phật giáo Hoa Hạ. Tôi nói là chỉ có những thằng điên, chỉ có những thằng bất nhân mới có thể nói rằng à đồng tiền đó giữ lại trong khi đồng bào của mình nhà cửa trôi nổi, lụt lội như thế mất hết. Chỉ có những thằng bất nhân mới giữ được đồng tiền để gọi là làm cho một cuộc cách mạng nào đó mà thôi. Tôi nói với các bác, trong hội đồng trưởng lão bảo vệ đạo pháp, các bác chia hết ra, chia sẻ cơn đau đớn đối với đồng bào. Và những cái chuyện đó, 11 năm sau tôi mới mở mồm ra được. Bởi vì những người chịu trách nhiệm cái nguồn tiền đó, khi họ chết rồi, họ mất rồi, tôi mới lên tiếng. 11 năm trời ngậm đắng nuốt cay, chịu cái cảnh bị mình trở thành người làm hề hóa cái cuộc đấu tranh. Và ngày hôm nay, kính thưa ông Đào Minh Quân, tôi với ông chung một thầy. Năm 1990, chính tôi đã nói với cụ Lương Kim Định rằng chung quanh của thầy có những người bất bình thường. Những người bất bình thường đó là ai? Đó là ông Hoàng Việt Cương, Thủ tướng Hoàng Việt Cương. Người thứ hai là ông Nguyễn Hữu Chánh, Thủ tướng Nguyễn Hữu Chánh. Và người thứ ba chính là ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Đào Minh Quân. Cả ba thủ tướng đều là thủ tướng tự phong. Tôi nói như vậy, và đây là lần đầu tiên trên công luận, trên công khai, để xác định với ông rằng tôi và ông chung một thầy mà ra, đó là triết gia Lương Kim Định. Và thưa các anh chị em trẻ tại Việt Nam, thưa các anh chị em đang sinh hoạt, đang hoạt động tại hải ngoại, tại sao tôi đề cập đến câu chuyện của ông Đào Minh Quân ngày hôm nay? Vốn dĩ là một câu chuyện tôi chưa bao giờ, tức là tôi không muốn lặp đi lặp lại. Sau khi đã hai lần đề cập đến gọi là cái chính phủ của ông Đào Minh Quân, ban nãy tôi cứ đề cập đến cái chuyện hề hóa cuộc đấu tranh, nhảm nhí hóa cuộc đấu tranh. Thằng Cộng sản là cái thằng tinh ma, thằng xảo quyệt. Nó biết cái ý đồ của Hoàng Việt Cương năm 1991, 1992, muốn làm thủ tướng, dựng ra thủ tướng. Nó sẵn sàng nó dựng ra để có được một cái bộ sậu gọi là thủ tướng, một cái chính phủ lập ra tại Hồng Kông, đem anh em của chúng tôi về trong đó, phong cho ông thì là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông thì là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông thì là Cảnh sát Quốc gia của Sài Gòn. Những người anh của tôi đó, trong đó có những người đã rời khỏi Việt Nam từ những năm 1963-64. Và tôi nói với các anh ấy rằng làm gì thì làm, tham gia cuộc gọi là cuộc đấu tranh đó, nhưng không vào trong Việt Nam. Vào trong Việt Nam là tôi vào, chứ không phải là các ông ấy vào. Nhưng tại Hồng Kông, Hoàng Việt Cương đã dí súng, đã thúc ép để những người đó từ Hồng Kông phải vào Việt Nam. Và chính vì vậy tôi mới phải chạy vòng một cái đường khác để đi kịp thời vào trong Việt Nam. Vào trong Việt Nam lúc bấy giờ chỉ là cố gắng bảo vệ anh em của mình mà thôi. Mà khi vào tới trong Việt Nam rồi, trong vòng một tuần lễ, tôi hiểu rất rõ đây là một sự lừa gạt, đây là một sự lừa đảo để giết chết những người chí sĩ yêu nước từ Mỹ về, từ Canada về, từ Pháp về. Vụ án xử trong vòng 4 ngày, từ ngày 26 tới ngày 29 tháng 8 năm 1993. Tôi nguyên tắc đẩy ra án là án của tôi là án tử hình. Bởi vì khi bắt tôi khoảng gần một tạ thuốc nổ trên bàn bắt tôi.
muốn trình bày điều này với các anh chị em trẻ ở Việt Nam, rằng các anh chị em phải tỉnh táo. Ba người đó, kể cả ông Nguyễn Hữu Chánh cũng vậy, kể cả Hoàng Việt Cương cũng vậy, tôi chính là nạn nhân của Hoàng Việt Cương. Bởi vì đàn anh của tôi vào trong nước, và tôi hiểu rất rõ cái vị trí của một người rời nước, rời Việt Nam từ năm 1963, loạng quạng sẽ bị bắt ngay. Vì thế tôi phải chạy vòng nước khác để về. Thứ nhất để bảo vệ đàn anh của mình. Cái thứ hai làm được một cái điều gì đó nghĩ rằng sẽ tốt đẹp cho đất nước. Nhưng tất cả là một cái bẫy. Và cuối cùng, án của tôi là 12 năm. Hai ông anh của tôi, tức là hai người bạn đàn anh của tôi đều là 18 năm cả. Sung sướng không? Đau khổ không? Những người anh của tôi họ là những người phó chủ tịch, phó giám đốc của IBM của Mỹ tại nước Pháp. Tiền lương của họ mỗi một tháng bằng lương của thượng nghị sĩ Pháp. Tức là lúc bây giờ tính ra tiền phong là khoảng 44.000 phong, tức là 44.000 Phật lăng cho một tháng. Tan nát hết. Đó là một sự lừa đảo. Ba người học trò của ông Lương Kim Định. Người học trò thứ nhất là Thủ tướng Hoàng Việt Cương, ngày hôm nay vẫn còn sống tại Canada, lấp la lấp lửng và đứng đằng sau bóng dáng Đào Minh Quân. Tại đó chính là chủ tịch cái gọi là Liên đảng Cách mạng Việt Nam. Liên đảng Cách mạng Việt Nam là lèo lái, là điều phối hai cái ông thủ tướng phía sau này, tức là ông thủ tướng Nguyễn Hữu Chánh và ông thủ tướng Đào Minh Quân ngày hôm nay. Các ông mơ màng, các ông mơ mộng và kẻ thù sẵn sàng chui vào trong tổ chức của các ông, thổi phùng các ông lên giống như những con ếch, giống như những con bò. Trước đây, trong một hai cái clip, tôi trình bày mém thôi để cho các ông hiểu và giữ một cái thái độ chừng mực của mình lại. Rất tiếc, đặc biệt là Đào Minh Quân, ông không hiểu gì cả. Ông khùng điên, ông bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cái kiểu thiền của ông là kiểu thiền lè bịp, lường bịp, ma đạo. Không có chính phái nào đưa người thiền vào trong một cái tâm thức giống như ông đang mang cả. Kẻ thù đang lợi dụng ông, thổi ông lên để làm hề hóa cuộc đấu tranh. Tại sao tôi hay dùng cái chữ hề hóa cuộc đấu tranh, nhảm nhí hóa cuộc đấu tranh? Là bởi vì tôi từng là nạn nhân của một cái vụ án năm 1993 do đàn anh của ông, do người đứng đầu cái Liên đảng Cách mạng Việt Nam của ông ngày hôm nay. Đó là Hoàng Việt Cường. Cái chuyện của Nguyễn Hữu Chánh cũng là một cái chuyện hề hóa tại Thái Lan. Thủ tướng Nguyễn Hữu Chánh cũng là một thằng hề. Dẫu rằng cái thằng hề của Nguyễn Hữu Chánh, cái mức độ hề của Nguyễn Hữu Chánh nó không bằng ông. Ông hề rất dai và hề rất dại. Điều tôi đang nói với ông ngày hôm nay cũng đồng thời nói với những người đang vì hình thức này, vì hình thức khác, vì lý do này, lý do khác mà đang bơi theo để bảo vệ ông, bảo vệ cái đường lối, cái hành động của ông. Đối với suy luận của tôi, đối với kinh nghiệm của một thằng tù từng lãnh đạo tại trại A20 trong cuộc chiến đấu năm 1994, tôi đủ kiến thức để nói với các ông rằng tất cả những cái trò gọi là thổi ông lên là 2/3 là của Cộng sản, là của an ninh Cộng sản. Thổi các ông, đem ông Đu Đủ, thổi Đào Minh Quân lên, thổi cái gọi là chính phủ hề lên để hề hóa cuộc đấu tranh. Hề hóa cuộc đấu tranh tai hại vô cùng. Nhảm nhí hóa cuộc đấu tranh. Tôi lặp lại, những lần trước tôi để rõ ràng địa chỉ của tôi, viết chữ đàng hoàng. Nhà tôi số 8, Quai de la Marne. Số cốt bút tan 77450. Tên thành phố là Công đê Xanh Libia, France. Tôi thách thức bất kể
thằng nào gọi là đàn em hay đàn chú của Đào Minh Quân đến đây để đòi nợ những điều tôi đang nói. Tôi xin đón tất. Sở dĩ tôi phải nói để lớp trẻ không bị lợi dụng nữa. Các ông trách nhiệm như thế nào về cái chuyện của ông Vương Văn Thẳng? Và một số người trong thời gian vừa qua đem cái chuyện của ông Nguyễn Hữu Tấn buộc vào với các ông. Đó là những cái suy nghĩ hết sức vớ vẩn, hết sức ngớ ngẩn. Nhưng đang làm hề hóa. Thứ nhất là hề hóa cuộc đấu tranh. Thứ hai, để tạo một sự khủng bố, tạo lý cớ cho đối phương khủng bố bất kể ai yêu cờ vàng. Bởi vì yêu cờ vàng, thích cờ vàng là mặc định là yêu Đào Minh Quân. Thích cờ vàng là mặc định rằng người này là của Đào Minh Quân. Đây là một sự khốn nạn của tổ chức Đào Minh Quân. Tôi lập lại địa chỉ của tôi rõ ràng nhé. Bất kể thằng nào nhân danh Đào Minh Quân hay mượn áo Đào Minh Quân hoặc lợi dụng Đào Minh Quân muốn thanh toán, đến đây thanh toán. Tôi chấp hết. Để bảo vệ, bảo lưu cái tiếng nói của tôi. Bảo lưu tiếng nói của tôi là để bảo vệ cho vốn liếng quý hóa của tuổi trẻ dân tộc. Trong một số những ngày vừa qua, ba cái thằng già khú đế lọm ca lọm cọm ngồi trên máy học bập bà bập bẹ làm livestream. Livestream cái kiểu của mấy thằng già như vậy là đứng ngang cùng với gọi là cái live quần của Jenny Trần mà thôi. Đứng cùng lắm là bằng cái gọi là cái live quần của Thanh Luân mà thôi, của Thùy Dương mà thôi. Nhưng tại sao các ông can đảm đến như vậy? Các ông già khú đế 70 tuổi rồi, tại sao vẫn cứ níu cái cặp quần của Thùy Dương, của Thanh Luân? Hãy nhìn về vợ của các ông, hãy nhìn về con của các ông, hãy nhìn về cháu của các ông, để thấy rằng hai cái chữ liêm sỉ các ông vứt mẹ nó đi rồi. Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, 70 tuổi rồi, ngu hết cái ngu của thiên hạ. Dẹp cái trò đó đi, tôi xỉ vả đó. Tôi xỉ vả các ông đó. Bởi vì các ông đụng đến một cái vốn liếng, tôi coi là một vốn liếng vĩ đại. Đụng đến những con người vĩ đại, đó là tuổi trẻ đã đứng lên. Các ông dạy gì được cho tuổi trẻ? Các ông dạy gì được cho chúng nó để chúng nó nói yêu nước, để chúng nó lên livestream, để chúng nó khóc lóc, để chúng nó gào thét bằng tấm lòng yêu nước của chúng nó? Các ông dạy chúng nó được cái gì? Các ông cho chúng nó được cái gì? Hay các ông chỉ là những người, tôi gọi là những người hèn mặt. Già mà như vậy đó, nó không còn là già, nó chỉ là những đứa trẻ con bạc đầu mà thôi. Những đứa trẻ con, những thằng trẻ con bạc tóc mà thôi. Tôi lập lại, ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Đừng lấy hết cái ngu của thiên hạ. Tôi trẻ ngày hôm nay, những người như Huỳnh Quốc Huy, những người như là Jenny Trần, là Thanh Luân, là Mã Tiểu Linh, các ông ngồi lọm khọm trên livestream, các ông chửi bới người ta và hết sức ngu, hết sức ngu, hết sức ngu. Và vì các ông đụng đến cái vốn liếng đó, vốn liếng của những người trẻ đó, vốn liếng của tuổi trẻ đó, cho nên ngày hôm nay tôi mới điên tiết với các ông như vậy. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta tức là xin phép các anh chị em và cũng xin lỗi các anh chị em nếu như trong cái sự trình bày của tôi có làm cho các anh chị em bực mình, thì xin chúng ta thông cảm cho nhau. Bởi vì đối với tôi, tuổi trẻ là cái vốn quý nhất. Xây dựng được những người trẻ để làm những công việc chiến đấu, gọi là những công việc chiến đấu của những người gọi là những người tiên phong, những người đi hàng đầu, là những người ở hải ngoại có thể nói là chẳng ai dạy họ cả. Ở hải ngoại không ai dạy họ cả. Thậm chí có những người mới rời khỏi Việt Nam một năm trời, cái thổn thức của họ, cái văn hóa của họ còn giữ. Nó khác với lớp tuổi trẻ ở thế hệ thứ hai.
khi sinh ra ở hải ngoại, giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng tấm lòng thao thức về đất nước không có được giống như những người họ mới ra khỏi đất nước 5 năm, 10 năm. Đặc biệt là những người phụ nữ. Chính những người họ sống trong một cái guồng máy suốt 30 năm như vậy, 40 năm như vậy, sống trong guồng máy cộng sản, và khi họ nhìn được sự thật của hải ngoại, họ nhìn được giá trị của truyền thông, thì họ mang cái văn hóa chiến đấu, cái văn hóa, cái ứng xử, văn hóa ứng xử, nó khác với các vị già rất nhiều. Các vị chiến đấu là vì thù hận, các vị chiến đấu ít hay nhiều còn vì cái mặc cảm, còn cái quá khứ của các vị. Nhưng tuổi trẻ nó chiến đấu là chỉ vì đất nước Việt Nam ngày hôm nay quá tồi, đất nước Việt Nam ngày hôm nay quá hèn, quá nhục, phải thay đổi đất nước đó. Ý thức của chúng nó chỉ có như thế mà thôi. Tấm lòng trong sạch của chúng nó như vậy, đó là những tấm lòng vĩ đại của những con người làm cách mạng. Tại sao các ông lăng mạ chúng nó? Các ông ăn gì mà các ông lăng mạ chúng nó? Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta một vài phút cuối cùng với nhau. Một vài phút cuối cùng với nhau để chúng ta cùng gọi là trân trọng tuổi trẻ của chúng ta. Tuổi trẻ, các anh chị em hãy đứng lên. Đừng buồn khi bị ai đó lăng mạ, kể cả những người đó là những người cựu tá, cựu tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau lưng các anh chị em còn có chúng tôi, hàng ngàn năm tù của những người tù chính trị. Ít hay nhiều, tôi đang mang vác trên lưng. Chúng tôi đứng sau lưng các anh chị. Hãy đứng lên. Xin chào các anh chị em, xin chào các vị trọng thượng. Thank you.
trường thượng.